đi thị sát tổ ong của bạn Khế nhá. Hôm nay bạn Khế đi tìm tổ khác nên là bố bạn dẫn mình đi. Đấy, tổ ong cái này. Tổ này thì chắc tầm tháng nữa bắt. Đây mọi người nhá. Hơi ngược sáng đi nên hơi đen. Cái này chưa có mật đâu chú nhỉ. Cũng không to lắm đâu. Đợi cho nó làm thật to ra. Tổ này ngay ngoài đường mọi người ạ. Đây. Đường đây. Như cái nia rồi. Vẫn bé, chưa lấy được. Bao giờ hoa rừng này nó nở thật nhiều mọi người nhé. Đấy, thì lúc đấy ong nó mới nhiều mật mọi người. Chắc tầm tháng nữa. Hoa rừng này giờ có cây nở rồi, có cây chưa. Đấy. Tổ nó kìa. Đấy, mọi người nha. Rồi, xin chào cả nhà. Đi thị sát tí thôi. Đấy, cả cái bản này là bán mật ong cho mình. Năm nay ở đây cơ mà. À vâng. À, cái cây này nhỏ này. Cũng có ạ. Cái có đấy, năm nay đấy. Năm nay thăm... Vâng. Thế nhá, xin chào mọi người.